Thi ngủ qua đêm tại đồn biên phòng A3 Chải với bạn. Trong bây giờ 6 giờ người ta đánh kẻ rồi nè. Ăn ở đây mới ngon đó các bạn nè. Thấy không? Các bạn thấy phía sau có thủy không? Thấy phía sau có thủy không? Dãy núi á, vừa ăn ngắm cảnh. Đó. Wow. Giờ mới đúng rồi bà Phước này. Ghê. Một tay GX1250 này chỉ qua filter. Đỉnh núi cao kia như đang phơi nắng thay. Mất số cộng bao nhiêu? Mất số cộng. Đúng rồi. Từ 1250 chuyển xuống thành 125. Ghê. Còn trong tâm tâm mang theo những và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngại chẳng biết ngày mai thế nào. Trải nghiệm này mới vui nè. Ra sao vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàn để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang thì lòng quyết tâm còn vô. Cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàn để thử thách ta lòng vững vàng để gạt đi những hoang mang vì lòng quyết tâm còn vô vàn chặng đường bước đi còn đơn còn năm thân mấy nữa là tới các bạn ơi và đỉnh núi cao vẫn đón chờ chờ ngày ta bước chân lên. Cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàn để thử thách ta lòng vững vàng để gạt đi những hoang mang vì lòng quyết tâm còn vô chờ chặng đường bước đi còn bất ngờ sắp tới rồi và đỉnh núi cao vẫn đón chờ chờ ngày ta bước chân lên. Còn vài bước nữa là mình sẽ chạm được mốc cực tay của Tổ quốc Việt Nam, ngã ba biên giới Lào, Trung Quốc và Việt Nam. Wow. Có nước không? Nước. Lào cùng nhau lập chiến khu vì nhân dân chiến đấu.